Ngày 7 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 50 giáo viên được nhận giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 26 năm 2023. Giải thưởng có sự đồng hành của báo Sài Gòn Giải Phóng nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Năm nay, một trong những điểm mới của giải thưởng là cơ cấu trao giải. Theo đó, mỗi bậc học, cấp học chọn ra 10 nhà giáo tiêu biểu, gồm cán bộ quản lý, giáo viên để xét trao tặng giải thưởng. Cụ thể, các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có 10 nhà giáo được trao tặng giải thưởng ở mỗi bậc học, cấp học. Riêng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 10 cán bộ nhà giáo được trao tặng giải thưởng. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng đảm bảo tính chính xác, khách quan, tôn vinh cá nhân tiêu biểu dựa theo các tiêu chuẩn cụ thể, đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn thông qua hồ sơ, minh chứng. Mỗi cá nhân chỉ được trao tặng giải thưởng một lần trong quá trình công tác tại cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, giải thưởng Võ Trường Toản đề cao tính lan tỏa ảnh hưởng của giáo viên đối với công tác dạy và học tại đơn vị và trên địa bàn quận, huyện, thành phố.